dừng xe là trạng thái đứng yên không quá 5 phút theo dự thảo luật mới. Hiện hành, theo luật giao thông đường bộ 2008, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên. Xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác, tuy nhiên, dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định. Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian không quá 5 phút và người điều khiển phương tiện không rời vị trí điều khiển trừ trường hợp người điều khiển phương tiện xuống để đóng mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe. Như vậy, so với quy định hiện hành không giới hạn thời gian cụ thể, thì dự thảo luật mới quy định việc dừng xe không được quá 5 phút. Đồng thời, đề xuất đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện mà không phải là dừng xe. Hiện hành, đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi vào vị trí dừng xe, đỗ xe. Khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã kéo phanh tay hoặc thực hiện các biện pháp an toàn. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc buộc phải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm phía sau xe và có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh và đánh lái về phía lề đường. Việc dừng, đỗ xe không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. Cũng theo dự thảo luật mới, người điều khiển phương tiện không được dừng xe tại các vị trí sau đây: bên trái đường một chiều, trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất, trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ, cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20m trên đường phố, dưới 40m trên đường bộ đối với đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau, nơi dừng của xe buýt trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào. Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, trong phạm vi an toàn của đường sắt. Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế. Chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, trên lòng đường, hè phố cháy quy định.